Nhà em hôm nay tiếp tục về thêm hai xe VinFast Fadin phiên bản tiêu chuẩn sản xuất năm 2021. Xe còn nguyên ni lông các bác nhé, xe chưa chạy, mới chạy được khoảng 10 đến 15 km. Chạy thử trong nhà máy thôi. Giá tốt nhất thị trường cho các bác luôn. Đây hai chiếc ngoại thất màu đỏ này. Ngày 13 tháng